hậu Hơ Hên-nia đang quen Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, lần đầu tiên trong lịch sử Hoa hậu, tóc ngắn. Tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 cho biết, vì công việc mà cô phải cắt tóc ngắn, bản thân thấy thất vọng vô cùng, nhưng về sau, cô quen dần và nhận thấy mái tóc nam tính khá hợp với chính mình. Chào Hơ Hên-nia, trước hết, tôi muốn hỏi về mái tóc ngắn khá nam tính của bạn. Bạn chọn cho mình một mái tóc ngắn vì muốn bản thân khác biệt hay vì một lý do nào khác? Nói về mái tóc của mình có rất nhiều câu chuyện xung quanh, nhưng tôi chỉ muốn nói lý do mình có mái tóc ngắn như hiện nay. Khi mới bước chân vào con đường người mẫu, tôi không có nhiều cơ hội để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Được một người quen giới thiệu, tôi quyết định đi làm xô tóc. Khi chấp nhận công việc này đồng nghĩa với việc tôi không có quyền can thiệp vào mái tóc của mình. Họ thay tôi quyết định mọi thứ và toàn quyền xử lý, có thể cắt, nhuộm hoặc làm ý nào đó mà họ muốn. Chính vì thế, tôi đã hy sinh mái tóc dài của mình. Ban đầu khi thấy mình với hình tượng mái tóc ngắn, tôi khá thất vọng vì cảm giác không phải là mình nữa. Chính vì vậy, tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ chọn cho mình kiểu tóc đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi nhận ra mình khá hợp với kiểu tóc nam tính này. Mọi người liên tục dành những lời khen khiến cho tôi cảm thấy tự tin hơn, song cũng phải bàn với yếu tố chủ quan của bản thân. Tôi muốn mình phải có điểm nhấn đặc biệt để không quá cũ kỹ. Ngoài ra, tôi được biết ở Hoa hậu Hoàng vũ Thế giới 2014, từng có một cô hoa hậu Samaka cũng có mái tóc ngắn khá ấn tượng, nên tôi muốn theo đuổi hình ảnh từ cô gái ấy. Đó chính là lý do vì sao tôi quyết định gắn bó với mái tóc tém cho tới thời điểm hiện tại. Việc sở hữu một làn da đen cùng mái tóc ngắn nam tính, chỉ có gặp những lời chê bai bàn tán không hay về mình hay chưa? Lúc còn ở quê, các cô gái trong xóm đều được ba mẹ mua kem để dưỡng da vì họ rất thích trắng. Bố mẹ tôi cũng mua về và khuyên tôi xài, nhưng không hiểu sao tôi không mấy mặn mà với việc đó, bởi tôi luôn quan niệm trời sinh sao thì mình hưởng vậy. Bố mẹ sợ với làn da đen nhẽm tôi sẽ không bằng bạn bè nên họ khuyên tôi mãi, song tôi vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Việc có làn da đen, tôi lại cảm thấy tự tin hơn vì mình luôn nổi bật và được sự chú ý của mọi người hơn cả. Tất nhiên, một cô gái có vẻ đẹp lệch chuẩn như tôi sẽ không tránh khỏi những lời chê bai từ người khác. Khi đối diện với những lời bình phẩm không hay về ngoại hình, tôi thường giữ cách im lặng. Từ một cô gái gầy trơ xương, thiếu sức sống, bạn đã áp dụng bí quyết phương pháp nào để cải thiện vóc dáng ngoạn mục đến như vậy? Thực ra, nói là bí quyết cũng không đúng, vì phương pháp tôi áp dụng cũng được học hỏi trên mạng và từng được rất nhiều người áp dụng thành công. Tôi là một người rất cổ hủ trong vấn đề sức khỏe, nên việc lựa chọn nguồn gốc cũng như các thực phẩm nào tốt cho cơ thể đều được tôi đưa lên hàng đầu. Bố mẹ hay gửi những loại thực phẩm như bơ, chuối, sữa và các loại đậu để bảo đảm vấn đề an toàn thực phẩm. Tôi hạn chế thức uống có ga, có nhiều đường và thay bằng nước lọc. Mỗi khi ra đường hay đi làm, tôi thường mang theo một chai nước bên mình. Về chế độ ăn uống, mỗi buổi sáng tôi thường uống một ly nước ấm, được vắt thêm một miếng chanh để lọc đi những gì độc hại của ngày hôm trước. Sau đó một giờ đồng hồ, tôi ăn sáng bằng các loại trái cây như dưa hấu, chuối và thêm một hũ sữa chua. Trong các bữa ăn chính, tôi thỉnh thoảng hạn chế nạp tinh bột, thay cơm bằng những món khác như phở, bún bò. Trong các bữa ăn phụ, tôi bổ sung các chất cần như cho sự hình thành cơ như lòng trắng, trứng. Tôi hạn chế sử dụng thịt heo thay bằng thịt bò hoặc thịt gà vì hàm lượng protein cao hơn hẳn. Trong hơn 4 tháng tham gia Hoa hậu Hoàng vũ, đối diện với lịch trình hoạt động dày đặc, thời gian sinh hoạt bị đảo lộn, thậm chí không có thời gian để tập luyện, tại sao bạn vẫn giữ được một hình thể với số đo đầy đặn bốc lửa đến như vậy? Có một thứ rất đặc biệt mà tôi nghĩ chắc mọi người cũng sẽ ngạc nhiên. Tôi rất thích uống sữa đậu nành, nên trong nhà hầu như luôn dự trữ loại đậu này. Ngay cả đậu nành cũng được gửi từ quê lên, và do chính tay tôi xay, nấu, nên cảm thấy an tâm khi sử dụng. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, tôi luôn mang theo trong hành lý và ký đậu nành vào một cái máy xay để có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhiều thí sinh họ khá bất ngờ vì không nghĩ rằng tôi có thể xuyên đến như vậy. Tôi thấy đậu nành rất tốt cho cơ thể và giúp ích cho sự cải thiện vóc dáng của mình. Chắc có lẽ vì thế mà tôi luôn giữ được số đo của mình trong hơn 4 tháng tham gia cuộc thi. Quả thật, khi tham gia, lịch trình cuộc thi khiến cho nhiều thí sinh bị đuối sức vì không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Song vì ý thức được việc rèn luyện sức khỏe mới có thể đem lại sự dẻo dai vượt qua các thử thách, nên tôi tranh thủ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi sau mỗi buổi tối để luyện tập những bài tập đơn giản tại phòng và chạy bộ mỗi buổi sáng. Việc ăn uống cũng vậy, tôi lựa chọn những thức ăn như thịt, cá nhằm cung cấp protein để giữ cơ tốt nhất cho cơ thể. Ngoài những biện pháp bạn vừa kể thì bạn có can thiệp dao kéo
để cải thiện ngoại hình và nhan sắc của mình. Như đã nói, tôi rất cổ hủ trong vấn đề sức khỏe, nên tôi ngại, hay nói đúng hơn là tôi không dám đụng tới dao kéo, vì nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tuổi thọ của mình. Khuôn mặt của tôi trông khá đầy đặn và dễ bị phình ra nếu như trọng lượng cơ thể tăng lên. Đó là nhược điểm của tôi muốn khắc phục trên khuôn mặt của mình, nhưng không phải chọn phương pháp dao kéo. Để có một làn da bánh mực căng bóng, những cách chăm sóc da nào thường được bạn áp dụng? Tôi không tốn quá nhiều tiền để đầu tư những loại mỹ phẩm cho làn da của mình. Thay vào đó, chính việc ăn uống điều độ khoa học đã tác động tích cực tới làn da rất lớn. Tôi luôn giữ cho làn da của mình phải thực sự khỏe, từ bên trong cho tới bên ngoài, nên tránh được tình trạng viêm da. Song song đó, tôi hạn chế sử dụng những loại mỹ phẩm nhằm cho làn da được thư giãn nghỉ ngơi. Nếu đen mà có được làn da khỏe mạnh như tôi thì không phải ai cũng có thể làm được. Trong cuộc thi, tôi thường dành thời gian để phơi nắng thêm làn da của mình. Chắc có lẽ mọi người sẽ cho tôi không được bình thường, nhưng đó là điều tôi nghĩ nó tốt nhất đối với tôi. Hành trình nhan sắc của Hohenier từ khi còn ở Việt Nam Next Top Model đến Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Ngay từ vòng sơ khảo, Hohenier đã khiến tất thảy từ ban giám khảo đến dàn thí sinh phải dè chừng trước sắc vóc đặc biệt của mình. Cô gái có làn da nâu trắng rỗi cùng chỉ số hình thể siêu chuẩn, chiều cao ấn tượng, thần thái tự tin, giữa những bông hoa khá giống nhau, Hohenier được ví von như ngọc đen luôn sẵn sàng tỏa sáng. Với tất cả sự thể hiện xuất sắc, thần thái tự tin, sắc vóc hoàn hảo cùng kinh nghiệm chinh chiến ở khá nhiều, những cuộc thi nhan sắc người mẫu trước đó đã giúp cho cô gái người AD đăng vang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2017, thay thế Phạm Hương trở thành đại diện nhan sắc Hoàng vũ mới của Việt Nam. Thời còn là thí sinh của Việt Nam Next Top Model, trước khi trở thành tân Hoa hậu Hoàng vũ 2017, Hohenier đã từng chinh chiến rất nhiều cuộc thi. Là một người mẫu tiềm năng bước ra từ chương trình Việt Nam Next Top Model, qua 3 mùa, Hohenier từng khiến rất nhiều người hâm mộ luyến tiếc khi phải dừng chân sớm tại top 9 khi tham gia tại mùa thứ 9. Hohenier những ngày còn là một thí sinh của Việt Nam Next Top Model, cô vẫn nổi bật với chiều cao ấn tượng, nước da nâu nóng bỏng nhưng nhan sắc vẫn còn mờ nhạt vì chưa chọn được kiểu tóc tôn được gương mặt cá tính của mình. Nổi bật với chiều cao 1m75 cùng nước da nâu rắn rỏi nhưng vóc dáng của Hohenier vẫn còn khá là thô cứng. Sau đến mùa thứ 5, sau 2 mùa trước, vóc dáng của Hohenier đã có sự thay đổi. Cô không thô cứng như trước nữa, đồng thời chân dài cũng đã chọn được kiểu tóc phù hợp với gương mặt của mình. Hohenier, người mẫu sáng giá và làng mẫu Việt. Sau gần 2 năm bước ra từ chương trình truyền hình thực tế, Hohenier đã dần có sự thay đổi về phong cách cũng như về ngoại hình, thành chân dài sáng giá của rất nhiều những người thiết kế nổi tiếng như Đỗ Mạnh Cường. Hohenier là một trong những người mẫu đắt xô của làng mẫu Việt, với phong cách trình diện ấn tượng thu hút và gương mặt đẹp phù hợp với nhiều hình ảnh. Trở thành tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017. Nói đến nhan sắc và vóc dáng thì chỉ đến Hoa hậu Hoàng vũ 2017, tất cả sắc vóc của cô mới đạt đến đỉnh cao, có thể thấy rõ ràng đang từ một chân dài với gương mặt góc cạnh của Việt Nam Next Top Model, Hohenier thay đổi hoàn toàn với nhan sắc đậm chất Hoa hậu Hoàng vũ, gương mặt góc cạnh cao sang, thần thái tự tin đầy bí ẩn. Chính vì vậy mà Hohenier mới được ví von là ngọc đen của cuộc thi năm nay. Thấy rõ sự khác biệt giữa một bên là thí sinh của Việt Nam Next Top Model và một bên là tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017, vẫn là gương mặt góc cạnh cá tính. Nhưng hiện tại Hohenier chọn kiểu tóc hớt hết mái lên để lộ gương mặt sắc sảo. Cô cũng biết cách trang điểm, nhấn sắc vào đôi mắt sắc sảo của mình. Không chỉ có nhan sắc thăng hạng, vóc dáng của Hohenier cũng có sự lột xác ngoạn mục. Thời còn thi Việt Nam Next Top Model, Hohenier nổi bật chiều cao chuẩn siêu mẫu, nhưng vóc dáng gầy và khá xương, với số đo 3 vòng không có gì nổi bật. Nhưng đến Hoa hậu Hoàng vũ 2017, người hâm mộ không ít lần mãn nhãn trước vóc dáng săn chắc, nóng bỏng, cân tràn sức sống của Hohenier. Ngay từ những ngày đầu tham dự vòng sơ khảo, Hohenier đã gây dấu ấn khác biệt, đó chính là lý do về sau Hohenier có thể vượt mặt Hoàng Thùy và Mau Thủy để trở thành tân Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017.